triển một môi trường như mặt trăng bất chấp lực hút của trái đất cao hơn là một kỳ công đáng kể. Cuộc đua khám phá không gian đang nóng lên khi các cường quốc tập trung vào việc có một căn cứ trên mặt trăng để giúp hoạt động bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS. Khi Mỹ đang thiết lập lại chiến lược đưa nhân loại trở lại mặt trăng, thì Trung Quốc cũng đang bị tụt lại phía sau không xa. Các nhà khoa học của nó đã tạo ra một mặt trăng nhân tạo trên trái đất để thử nghiệm công nghệ và thiết bị trong điều kiện trọng lực thấp, nằm ở phía đông tỉnh Giang Tô. Cơ sở này dự kiến sẽ cung cấp các nghiên cứu quan trọng cho các sứ mệnh mặt trăng của Trung Quốc. Nó có khả năng sẽ sớm được tung ra, mặc dù chưa có ngày nào được chốt. Mặt trăng có lực hút bằng 1/6 trái đất. Tuy nhiên, việc phát triển môi trường đó ở đây, bất chấp lực kéo của trái đất cao hơn, là rất quan trọng và có thể thúc đẩy việc khám phá mặt trăng lên gấp nhiều lần. Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA hiện đang đào tạo các phi hành gia của mình cách quản lý bản thân trong môi trường vi trọng lực trong các chuyến bay theo đường parabol. Cơ sở của Trung Quốc được cho là tái tạo môi trường trọng lực thấp trong một thời gian rất dài. Điều này sẽ giúp các phi hành gia Trung Quốc ít phụ thuộc hơn vào các chuyến bay hình parabol để tự đào tạo hoặc môi trường trọng lực thấp để thử nghiệm các máy bay và công nghệ mới. Nhà khoa học đứng đầu Lee Ruiland từ Đại học Khai thác và Công nghệ Trung Quốc nói với South China Morning Post, mặc dù trọng lực thấp có thể đạt được trong máy bay hoặc tháp thả, nhưng điều đó chỉ mang tính thời điểm. Lee cho biết trình mô phỏng mà họ đang xây dựng có thể cung cấp trọng lực thấp cho bao lâu bạn muốn. Mô phỏng sẽ được lấp đầy bởi đá và bụi để tạo ra một môi trường tương tự như bề mặt mặt trăng. Có một vấn đề với mặt trăng của Trung Quốc, kích thước của nó. Bộ mô phỏng có đường kính khoảng 2 feet, vì vậy không có nhiều chỗ cho việc điều khiển. Cơ sở này chỉ có thể được sử dụng để thử nghiệm thiết bị và không được sử dụng để đào tạo phi hành gia. Các nhà khoa học đang thực hiện dự án cho biết mô hình của họ được lấy cảm hứng từ một thí nghiệm năm 1997 của Andrei Gam. Nhà vật lý sinh ra ở Nga đã sử dụng nam châm để bay một con ếch, cho thấy rằng nếu một vật nghịch từ được đặt dưới một từ trường mạnh, lực đẩy của nó có thể cân bằng trọng lực. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.